Uh, hello uh, anh chị mình thân mến nha uh, hôm nay hiệp uh, xin trân trọng đem đến cho anh chị mình một mảnh đất ha thì uh, trong này của mình là nó là đất cây hàng năm nha anh chị uh, tổng diện tích của mình là gần một mẫu tám nha tức là gần một hai tám ha thì uh, trong này mình có khoảng hai uh, xào là nó là đất lúa nha uh, còn lại là đất cây hàng năm thì uh, mảnh đất này của mình đó là nó ở đường uh, liền kề với mình là sông đồng nai nha anh chị nó có mặt, uh, mặt bám sông đồng nai nó khoảng độ uh, hơn 100 trăm mét nha là bám sông đồng nai còn lại thì đây anh chị thấy ha nó như một cánh đồng bát ngát thế này đây đó hôm nay chúng ta khám phá một cái vùng đất mới nha anh chị đây là thuộc vị trí xã phú xã phú điền nha anh chị huyện tân phú tỉnh đồng nai ha đây là xã phú điền nha thì từ đây của mình ra tới trung tâm ủy ban thì nó tầm khoảng độ 2 km nha anh chị rồi thông tin chi tiết cụ thể thì hiệp sẽ cho anh chị mình xem tổng quan cái mảnh đất này nha rồi hiệp sẽ để trong phần mô tả ở cuối video ha À, anh chị mình cố gắng theo dõi nha à, hello xin thân ái kính chào toàn thể quý anh chị mình thân mến nha à, như anh chị mình đang nhìn thấy hiệp quay phim đoạn này cho anh chị mình xem nha đây là cái mảnh đất của mình có tổng diện tích là gần một mẫu tám nha anh chị tức là gần một hai tám ha xí xí nữa là được một hai tám á thì đây anh chị mình nhìn thấy ha tổng quan hiệp đang quay một số flycam cho anh chị mình xem đặc biệt của mình là mảnh đất view sông nha anh chị đây là hàng dừa view, view sông của mình nha đây bây giờ Hiệp uh, xin mời anh chị mình uh, cùng xem là Hiệp sẽ uh, quay dọc theo cái con sông Đồng Nai của mình nha anh chị Rất đẹp đúng không anh chị ha Đấy, xung quanh của mình là dọc theo bờ sông mình có trồng nguyên hàng dừa và hàng uh, cây tràm anh chị nha Rồi uh, cái mảnh đất này của mình uh, là Hiệp xin phép được uh, giới thiệu sơ lược qua cho anh chị mình uh, để biết uh, thông tin cụ thể chính xác nha Tổng diện tích là gần 128 loại đất là đất cây hàng năm khác nha anh chị À, trong đây là mình có hai à, xào đất lúa còn lại là đất cây hàng năm khác ha vị trí đất của mình đó là cũng rất thuận lợi cho anh chị mình nha anh chị mình đi xe ô tô mình vào tới đất luôn nha anh chị thì đây là con đường bê tông của mình đây nha anh chị à, từ đây mình ra tới khu dân cư là tầm khoảng 2 km là ủy ban nhân dân trường học vân vân ha còn đây là con sông đồng nai của mình đây mời anh chị nhìn sơ lược qua từ trên cao xuống nha đây quay từ trên cao xuống cho anh chị mình nha rồi mảnh đất này của mình đó là à, cách khu dân cư à, quỹ ban nhân dân trường học vân vân thì nó tầm à, 2 km. Mặt tiền đường bê tông mình đi vô đất là còn cách đất của mình là 100 m nha anh chị, là đường đá bi ha. Cách đường bê tông 100 m là đường đá bi. Rồi à, mình vô tới đất. Còn à, mảnh đất này của mình nó thì sẽ hơi anh chị mình vào tới đất luôn nha. À, rất là thuận thuận tiện cho anh chị mình di chuyển ha. Đây là tổng quan của miếng đất mình nha anh chị đó đây là sông đồng nai mình đây rồi cái mùa này thì mùa mưa nước nó hơi đục một chút thì bây giờ hiệp mời anh chị mình xem sơ lược nha đây là cái thửa đất của mình nha anh chị nha hiệp có vẽ cái hình màu đỏ ha anh chị mình nhìn xem đó thì tổng quan của mảnh đất nha rồi có gì anh chị cần thì alo cho hiệp nha